Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình một ngày mới. Chúc anh em làm việc học tập phải có thật là nhiều sức khỏe anh em nhé. Thì ok, thì trong clip hôm nay mình đem đến cho anh em thêm hai cái mảng code mới này. Nói chung là hai cái mảng code này là mảng code về nói chung là siêu xe này và sự kiện em nhá. Đấy, trang phục sự kiện đã quý ấy. Đấy thì anh em thấy chưa? Mình vừa mới nhập trong cái gọi là cái gì nhỉ? Cái code ấy, code trong sự kiện đã quý này, mình vừa nhập thử cho anh em thì 50.000 đá quý lên anh em ạ. Ui, đây lên 500.000 rồi. Đấy, nãy mình có 100.000 thôi. Đấy, thì nó đã lên 500.000 rồi anh em ạ. Ui, chán quá anh em. Đá quý thế này thì anh em nhìn có thích không chứ lại. Đấy, đúng không? Đấy, thì anh em nào mà kiểu như là muốn cốt đá quý này để có thể lấy nhiều đá quý giống như mình này, ok, hãy vào xem video này và nhận đá quý từ mình nhá. Thì nói chung là cốt thì mình sẽ để ngủ nhiên cho mình cho anh em. Anh em cứ nhấp vào thoải mái. Nói chung là cốt ấy video mình không quá dài đâu, anh em xem kỹ vào mà lấy hai cốt này. Hai cốt này mình cam đoan với anh em luôn, cực kỳ ngon luôn anh em ạ. Đấy, nên là xem kỹ vào mà lấy nhá. Đừng có mà tua video đến lúc không thấy video. Quên, đến lúc mà không thấy gọi là gì nhỉ? Đến lúc mà không thấy cốt ấy là anh em lại bảo là mình điêu, mình không đem cốt lên cho anh em nhá. Đấy, nên là anh em chú ý vào, xem kỹ từ đầu đến cuối video. Nhận cốt từ mình, ok chưa? Và đá quý nhá. Đấy, thì nói chung là anh em nào mà kiểu như là muốn nhận quà thì từ mình này thì nhớ là làm đủ cứ bước nhá. Like, đăng ký kênh, comment cái ID em xuống dưới, ok chưa? Thì mình sẽ tặng quà cho anh em luôn. Đấy, thì nói chung là anh em nào mà kiểu như là muốn nhận quà thì cũng được thôi. Đấy, quà gì thì cứ nhận thoải mái, cứ comment xuống dưới thoải mái đi, mình sẽ tặng quà cho anh em nhá. Đấy, ok chưa? Thì code mình sẽ để ngẫu nhiên cho mình cho anh em. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể là gọi là lấy được nhiều kim cương giống như mình nhá. Đấy, kim cương này, đấy đá quý này anh em. Đấy, thích chưa? Anh em đang có nhu cầu nạp đá quý vào game nhưng mà sợ chiết khấu nhiều bên, đừng lo, hãy đến ngay với shop game đá quý.com. Shop có các vòng quay cho anh em thao hồ lựa chọn. Đấy, ở đây thì mình thấy khá là nhiều vòng quay này, có vòng quay đá quý, vòng quay để lùi dịch bệnh, vòng quay thương gia, vòng quay đá quý gì đấy. Nói chung là trong tài khoản mình cũng còn khá là nhiều đá quý anh em này. Đấy, thật là 20.000 đá quý liền. Đấy, là bảo sao anh em lại bảo là nick mình không nhiều đá quý đúng không? Thì nói chung là trong shop này thì bước đầu tiên em vào thì đương nhiên là mình tạo tài khoản và nạp tiền vào rồi quay đá quý đúng không? Thì ở đây mình chọn một cái vòng quay đá quý để có thể là quay đá quý về nick, rút về nick tặng cho quà cho anh em nhá. Đây, ở đây mình sẽ chọn cho mình vòng quay đá quý đi. Đấy, thì anh em thấy cái bảng ở bên trái, bảng màu đen đen không? Khá là nhiều anh em trúng được cái gọi là 12.000 này. Thì bây giờ mình còn thử nhân phẩm của mình với một vòng quay đầu tiên luôn này. Nói chung là một vòng quay đầu tiên, một vòng quay, một lượt quay ấy thì tốn với là 38.000 thôi. Ui, mình quay được 38.000 mà được 4.000 đá quý anh em ạ. Đấy, anh em thấy thế này được chưa? Khá là ok. Đây, test nhân phẩm vòng 2 này. Nói chung là một vòng thì chỉ có tốn là 38.000 thôi. Đấy. Ui, lại tiếp theo lại được 4.000 đá quý nữa. Anh em thấy thế này là lại chưa? Đấy, quá là lại luôn đấy. Tiếp mình thử tiếp vòng rồi nhá. Đây, mình chắc là mình thử vòng cuối thì có thể là lấy nhiều đá quý tặng quà cho anh em nhá. Ui, vòng cuối cùng được tận là 6.000 đá quý anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? 38.000. Đấy, được 6.000 đá quý có quá lời đúng không? Đấy thì nick mình đã lên là 30.000 đá quý rồi. Nãy mình có là 20.000 thôi. Thì ở đây chắc là mình sẽ rút cho gói vật phẩm là 1.900 đá quý này. Đấy, đây mình sẽ rút luôn nhá, rút về nick này. Đấy, anh em thấy chưa? Vật phẩm thành công rồi này, vui lòng chờ xử lý sớm nhất này. Đấy thì nói chung là đá quý thì anh em đã vừa rút đấy thì đã xử lý thành công rồi, chờ cho hệ thống duyệt và vào nick của anh em thôi. Còn ai muốn có nhiều đá quý như mình hãy vào cái shop game đá quý.com nhá. Đấy, vào đây mà tha hồ mà lựa chọn các vòng quay để chọn đá quý nhá. Còn bây giờ thì quay lại clip để mình có thể là hướng dẫn tiếp cho anh em nhá. Rồi ok anh em, thì anh em thấy chưa? Thì mình nói với anh em rồi là cái nào nó uy tín giới thiệu cho anh em có thể là vào và tranh mua, gọi là mua đá quý anh em, một quầy đá quý rút cái đá quý nhá. Đấy thì này trong shop mình còn 30.000 cơ, nên là anh em nào mà có muốn thì mình sẽ rút về nick cho anh em luôn, ok chưa? Kim cương này thì mình rút từ shop đấy về nick gửi tặng cho anh em thôi. Đấy nên là anh em cứ thoải mái nhá, không phải kim cương lậu đâu anh em ạ. Yên tâm thoải mái đi. Đấy, ok thì chắc là clip mình tạm dừng đây thôi. Code thì mình sẽ đồng nguồn nhiên trên màn hình cho anh em nhá. Anh em xem kỹ vào. Clip không quá dài đâu, nên là anh em cứ xem kỹ vào nhá. Đấy, ok thì chắc là clip mình tạm dừng đây thôi. Anh em thấy video của mình hay này thì nhớ là cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhá. Đấy, thì muốn nhận cái gì cứ comment bên dưới, mình về hệ thống bên YouTube sẽ check này xem là anh em đã làm được bước chưa, xem là anh em đã like đăng ký kênh như này. Đấy là rồi, ok thì chắc là clip mình tạm dừng đây thôi nhá. Đấy, còn bây giờ thì anh em biết câu tiếp theo mình nói gì chứ. Đấy, ok, còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.